yến xào còn được gọi là tổ yến là một loại thực phẩm được đánh giá cao trong y học cổ truyền trung quốc do có nhiều lợi ích cho sức khỏe một trong những lợi ích quan trọng nhất của việc sử dụng tổ yến là khả năng hỗ trợ sức khỏe phổi trong bài đăng này cùng yến xào g farm khám phá cách tổ yến có thể mang lại lợi ích cho phổi và hệ hô hấp như thế nào thứ nhất tổ yến chứa một lượng lớn glycoprotein được chứng minh là có tác dụng bảo vệ đường hô hấp glycoprotein là một loại protein tự nhiên có trong tổ yến giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm viêm nhiễm những đặc tính này làm cho tổ yến trở thành một phương thuốc hiệu quả cho các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản và ho. Ngoài ra, tổ yến là một nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa là các hợp chất bảo vệ cơ thể chống lại tác hại của các gốc tự do. Các gốc tự do là các phân tử không ổn định có thể gây ra oxy hóa trong cơ thể, dẫn đến viêm và tổn thương mô. Bằng cách giảm oxy hóa và viêm trong phổi, chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ phổi khỏi bị hư hại và tăng cường sức khỏe hô hấp tổng thể. Tổ yến cũng rất giàu khoáng chất như canxi, sắt và kali, rất cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ hô hấp. Ví dụ, canxi rất quan trọng để duy trì sức mạnh và tính toàn vẹn của mô phổi. Sắt rất cần thiết cho việc sản xuất các tế bào hồng cầu chịu trách nhiệm vận chuyển oxy đến các mô của cơ thể. Kali rất quan trọng để duy trì sự cân bằng chất lỏng thích hợp trong cơ thể, điều này rất quan trọng đối với hoạt động bình thường của hệ hô hấp. Hơn nữa, tổ yến có chứa axit silic được chứng minh là có tác dụng chống viêm ở phổi. Viêm nhiễm là nguyên nhân chính gây tổn thương phổi và các bệnh về đường hô hấp. Bằng cách giảm viêm trong phổi, axit silic có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp và tăng cường sức khỏe của phổi. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ăn yến xào có thể cải thiện chức năng hô hấp ở những người mắc bệnh phổi mãn tính. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dân tộc học, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ chiết xuất tổ yến giúp cải thiện chức năng hô hấp ở những bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). COPD là một bệnh phổi mãn tính được đặc trưng bởi tình trạng khó thở và thường do hút thuốc hoặc tiếp xúc với ô nhiễm không khí. Các tác giả của nghiên cứu đã kết luận rằng chiết xuất tổ yến có thể là một chất bổ sung hữu ích cho việc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, tổ yến đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để điều trị các bệnh về đường hô hấp như ho, hen suyễn và viêm phế quản. Người ta tin rằng tổ yến hoạt động bằng cách nuôi dưỡng phổi và tăng cường hệ thống hô hấp. Ăn tổ yến thường xuyên được cho là giúp ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp và cải thiện chức năng phổi. Tóm lại, tổ yến là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả khả năng hỗ trợ sức khỏe của phổi. Nó rất giàu glycoprotein, chất chống oxy hóa, khoáng chất và axit silic, tất cả đều có thể giúp bảo vệ phổi khỏi bị hư hại, giảm viêm và tăng cường sức khỏe đường hô hấp mặc dù tổ yến thường được coi là an toàn nhưng cần phải mua ở những nơi uy tín và sử dụng nó ở mức độ vừa phải nếu bạn bị bệnh về đường hô hấp hoặc đang dùng thuốc bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi thêm tổ yến vào chế độ ăn uống của mình